Nhận định Sông Lam Nghệ An với Than Quảng Ninh. Sau 3 trận chỉ biết hòa và thua, Sông Lam Nghệ An sẽ được trở về sân Vinh đón tiếp Than Quảng Ninh tại vòng 4. Đây là cơ hội tốt để đội bóng xứ Nghệ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, nhưng đội khách cũng không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trước khi đến với trận cầu chuẩn bị diễn ra, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã không thắng trong 5 trận đấu gần nhất với 2 thất bại và 3 trận hòa. Cùng với đó, sau 3 vòng đầu tiên của mùa giải mới V-League, các cầu thủ Nghệ An mới chỉ có đúng một kết quả hòa, còn lại là 2 thất bại. Lúc này, Sông Lam Nghệ An đang tạm đứng tại vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít ỏi. Tuy nhiên, trận đấu này đội bóng xứ Nghệ sẽ có sự phục vụ của đội trưởng Hoàng Văn Khánh sau 2 trận bị treo giò. Có 3 trường hợp bỏ ngỏ khả năng thi đấu là Si Nam, Văn Lắm và trung vệ Thái Bá Sang. Tuy nhiên, vấn đề của đội chủ nhà không chỉ là hàng phòng ngự. Hàng công Sông Lam Nghệ An đang rất yếu vì Bruno Henrique và Peter Samuel chưa có được pha lập công nào sau 3 trận được chơi trên sân nhà. Nhưng rõ ràng Quảng Ninh là đối thủ không hề dễ chơi với thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Về phía Than Quảng Ninh, họ đang gây ấn tượng rất mạnh với một lối chơi kỷ luật chặt chẽ kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Vị trí thứ 3 ở giai đoạn đầu mùa đang cho thấy chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Thọ là vô cùng chính xác. Trong trận thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ của đội bóng đất bò đá pressing tầm cao, vô hiệu hóa các vệ tinh xung quanh tiền vệ Lý Nguyễn. Ở vòng đấu này, phải làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An, đội bóng luôn rất khó chịu khi được chơi trên sân nhà. Đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng dành cho Quảng Ninh. Sức mạnh tiềm ẩn của Than Quảng Ninh thậm chí còn được củng cố vì họ đã chào đón sự trở lại ấn tượng của tiền vệ trung tâm Hải Huy tại vòng 3. Chính cầu thủ này là người ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà sau một pha phối hợp như đá tập với tiền vệ cánh Nghiêm Xuân Tú. Giải mã về phong độ của Quảng Ninh, có thể lý giải rằng họ vẫn giữ được những tiền vệ có chất lượng hàng đầu V-League, đó là bộ tứ Xuân Tú, Hải Huy, Nguyên Sa, Hồng Quân ở tuyến giữa với khả năng phòng ngự từ xa và tổ chức tấn công đa dạng ở hai cánh, đặc biệt là những quả treo bóng vào vòng cấm của Xuân Tú. Dự đoán tỷ số, Sông Lam Nghệ An 0-2 Than Quảng Ninh.